Rồi tiếp tục mình sửa Cambridge Key English Test, viết tắt là CAT 1, Test 3, Reading and Writing, Part 1. Question 1 to 5, which notic A to H, say this 1 to 5. Bên trái mình sẽ có 5 cái dòng, 5 cái nội dung. Bên phải mình sẽ có 8 cái mẫu thông tin. Đây là những cái bảng quảng cáo, những cái bảng mà mình thấy ở ngoài đường. Thì cái mình match, tức là cái thông tin nào thì nó nói, nó phù hợp với cái bên trái, bên phải ha, thì mình nói nó lại. Rồi, ví dụ ta cho là you cannot have a cigarette here, bạn không thể hút thuốc ở đây, thì tương đương với bên đây là câu H, no smoking section, khu vực không hút thuốc. Section là phần hoặc là khu vực không hút thuốc thì mình không được hút thuốc ở đó. Rồi mình đọc hết các cái thông tin bên trái ha, sau đó đọc bên phải. Bên trái là number one, you can get a car at any time, bạn có thể có xe hơi vào bất kỳ thời gian nào. Number two, you pay the same price but you get more, bạn trả cùng một cái giá nhưng mà bạn có thêm, có nhận được thêm. Number three, in the evening children may not come in, vào buổi tối thì trẻ em không được đi vào. Number four, there are two prices for ticket, có hai cái giá vé. Number five, you can buy food here on Sunday, bạn có thể mua đồ ăn ở đây vào chủ nhật. Rồi mình qua bên tay phải ha. Mẫu thông tin A, tomato juice 10% extra free, nước ép cà chua thêm 10% miễn phí. Vậy có phải tương đương với câu 2 không? Bạn trả cùng một giá nhưng mà bạn get more. Ok. Number tiếp câu B, no right turn, không được quẹo phải, thì không có thông tin nào hết phù hợp từ 1 tới 5, cho nên mình lại tiếp tục câu C, admission là cái phí vào cổng là £6, là 6 pound. School children, student earn over 65. S này là viết tắt của GISO. Học sinh, sinh viên và những cái người mà trên 65 tuổi thì chỉ có 3 pound. Như vậy rõ ràng nghe câu này nó đúng với cái câu là có hai cái giá vé để vào cổng ha. Cái phí bình thường của mình là 6 pound, còn sinh viên, học sinh và những người lớn tuổi thì có giá có phần nữa là 3 pound. Như vậy nó tương đương với câu 4, there are two prices for ticket ha. Ok, mình đánh số 4 vô là C. Rồi, tiếp tục mình qua câu đi, mình cứ đọc từ trên xuống dưới theo thứ tự thì mình khỏi phải đánh dấu. Pet Pizza Place open 12 noon till late 7 days a week. Cái địa điểm pizza tên là Pet ha. Mở cửa từ 12 giờ trưa cho đến tối. Till late này là cho đến muộn luôn. Rồi 7 day 7 ngày trong một tuần. Như vậy hồi nãy có một cái câu mà người ta nói là bạn có thể mua đồ ăn ở đây vào ngày chủ nhật là câu số 5. Vậy câu 5 này nó tương đương với cái mục mình vừa mới đọc là đi ha, đúng không? Rồi tiếp tục, beach umbrella for hire, cái dù mà ở trên bãi biển thì dành để cho thuê. Không có thông tin nào phù hợp nên mình bỏ qua. Câu F, yellow bird taxi 24 hour service, cái taxi chim vàng dịch phục vụ 24 giờ. Như vậy là mình có thể lấy cái xe hơi bất kỳ lúc nào, đúng không? Câu số 1 tương đương với F. Rồi còn lại một câu số 3 của mình là vào buổi tối thì trẻ em không được vào, tương đương với câu G của mình nè. Tại câu H này là ví dụ rồi, là 7:30 cho đến 9:30 PM là buổi tối thì chỉ dành cho elder swimming only, chỉ dành suất bơi cho người lớn thôi, chỉ có người lớn mới được vào bơi. Như vậy câu số 3 của mình sẽ đánh vô là G. Ok, còn cái cuối cùng hồi nãy chữ H này là của cái ví dụ ha. Rồi, ok, xong part 1 ha.